Thanh Hóa dựng lều cách ly người về quê ăn Tết. Ngày 25 tháng 1, ông Nguyễn Đức Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã yêu cầu chính quyền xã Thanh Phong và các xã thị trấn trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước đó, từ đầu tháng 1 năm 2022, chính quyền và nhân dân xã Thanh Phong, huyện Như Xuân đã cho dựng lều bằng che luồng trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Quang Hùng Cũ và trung tâm văn hóa để làm nơi cách ly cho người thuộc diện cách ly trở về địa phương dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Xã này đã dựng tất cả 3 khu lều, được chia thành 60 phòng riêng biệt, rộng khoảng 5 m vuông một phòng, mỗi phòng cách ly một người. Trong các phòng được bố trí giường đơn, điện và wifi miễn phí để phục vụ nhu cầu người dân. Ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Phòng, cho biết do đặc thù xã miền núi, nhà dân hầu hết không có phòng riêng, nhà riêng để đảm bảo các điều kiện cách ly phòng chống dịch COVID-19 nên chính quyền đã họp với người dân đi tới thống nhất làm lều cách ly cho người đi làm ăn xã về quê ăn Tết. Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Phong, đến thời điểm này, địa phương đã có khoảng hơn 300 người về quê ăn Tết, trong đó có khoảng 200 người thuộc diện cách ly 7 ngày tại nhà nhưng đều được cách ly ở lều hoặc nhà văn hóa thôn vì nhà riêng không đảm bảo. Trong thời gian cách ly, việc ăn uống được người thân, gia đình của người cách ly nấu rồi mang đến. Các đoàn thể của xã Thanh Phong cũng đã tổ chức nhiều buổi nấu ăn tập trung để hỗ trợ người cách ly. Đây là việc làm linh hoạt để phòng chống dịch Covid-19 được người dân và những người cách ly về quê đồng thuận, ông Tuấn thông tin. Việc dừng lều cách ly của người về quê ăn Tết của chính quyền xã Thanh Phòng cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng đây là việc làm cứng nhắc, phản cảm. Trước đó vào những ngày đầu năm 2022, chính quyền xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa đã mua khóa rồi khóa cổng hàng loạt gia đình, có người từ các địa phương khác về quê ăn Tết. Sau khi báo chí lên tiếng, huyện Thiệu Hóa đã yêu cầu xã này tháo hết khóa, đồng thời thực hiện công tác chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Được biết, tỉnh Thanh Hóa hiện đang áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người dân về quê ăn Tết theo từng cấp độ dịch. Cụ thể, người về từ các địa bàn dịch cấp độ 1 thì chỉ cần khai báo y tế và luôn thực hiện 5K. Người về từ địa bàn dịch cấp độ 2 hoặc người tiếp xúc gần với F2, F3 khi về Thanh Hóa phải theo dõi sức khỏe 7 ngày kể từ ngày về địa phương. Đối với người về từ địa bàn dịch cấp độ 3 hoặc người tiếp xúc gần với F1, F2 nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng thì tự cách ly tại nhà 7 ngày, những người chưa tiêm đủ liều vaccine thì tự cách ly tại nhà 7 ngày, những người chưa tiêm vaccine hoặc là F2 thì cách ly tại nhà 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày. Đối với người về từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế, nếu đã được tiêm đủ liều vaccine, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, thì thực hiện cách ly tại nhà. Những người tiêm chưa đủ liều vaccine thì cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo. Những người chưa tiêm vaccine hoặc F1 thì cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà 14 ngày, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.